Xin chào các bạn, mình là Huy, huấn luyện viên của SmallGym. Hôm nay chúng ta sẽ xử lý động tác Standing Overhead Press, hay còn gọi là bài đứng đẩy vai với thanh đòn. Rồi, ok, bước xuống dưới thanh đòn. Bước xuống dưới thôi, đúng rồi, trùng người. Trùng người, đưa cụ trò nhấc thẳng lên. Lùi lại một bước. Ok, rồi, vòng mông. Rồi, đẩy lên, chậm thôi, chậm. Đúng rồi. Rồi, đưa cụ trò. Rồi, chất, đẩy thẳng vào, đẩy thẳng vào tường, đẩy thẳng vào tường. Rồi, hạ. Điểm đứng một chút à, rồi biết bàn chân này nghiêng nghiêng rồi, ok, bắt đầu. 1 2 3 ok. Rồi, cất.